và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Kính thưa quý vị, chương trình Vợ Chồng Son hân hạnh nhận được sự tài trợ của nhãn hàng Mass Hair, viên uống mọc tóc và ngăn ngừa rụng tóc. Không phải gặp để mà tìm một đối tượng nên là cũng không có một cái gì gọi là điểm nhấn hết. Em gặp người phụ nữ này thì thấy cũng không có ấn tượng lắm. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Rồi, mời hai em giới thiệu về mình. Xin chào tất cả các anh chị. Tôi tên là Trần Thanh Toàn, năm nay thì 33 tuổi. 33 tuổi. Và hiện tại sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của Toàn là gì? Và nghề nghiệp của em đó là chuyên viên bên lĩnh vực dinh dưỡng á. Lĩnh vực dinh dưỡng vậy thì nhìn mình coi là mình như vậy là nó vừa chưa? Chuẩn thước đo chưa? Anh đứng thẳng lên. Tương đối chuẩn rồi, nhưng nếu có thể thì giảm một tỷ lệ mỡ bụng nữa. Tôi biết rồi. Tôi biết rồi. Tôi không dám hỏi. Tôi sẽ không hỏi. Rồi, còn em? Em xin chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận. Em tên là Tăng Thị Hiến, 33 tuổi và hiện đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Và nghề nghiệp của em là giảng viên về mỹ phẩm. Tưởng đâu là giảng viên về chuyên gia dinh dưỡng nữa. Rồi. Toàn với Hiến là gặp nhau trong trường hợp nào? Dạ, lần đầu tiên là gặp ở quán cà phê anh. Được một người em giới thiệu là anh này giỏi về kinh doanh, rất là đam mê làm ăn. Nói chung là được giới thiệu là anh này là người có chí thú làm ăn. Và khi gặp thì em không có ấn tượng gì hết á. Tại vì lúc đó anh ốm, đen, rồi tóc thì hơi bù xù một chút. Rồi quần áo thì thấy hơi xốc xếch, giày thì thấy hơi lê lết một chút. Ủa lúc đó là cách đây bao nhiêu lâu rồi? Dạ cũng khoảng 7 năm. Lúc đó là em đã làm bên dinh dưỡng cho Toàn? Dạ chưa. Dạ hàng lúc đó là em kinh doanh. Dạ. Vậy thì em nhìn cái hình thức bề ngoài là thấy là không có được trên trung bình rồi đúng không? Dạ nói chung là cũng không phải gặp để mà tìm một đối tượng nên là cũng không có một cái gì gọi là điểm nhấn hết. Không có một còn cái Toàn gì gặp Hiến như thế này. Trong mắt của em không có ấn tượng đối với người phụ nữ này. Tại vì lúc đó em mới chia tay bạn gái. Thì trong đầu của em cũng không có ý tưởng hay là suy nghĩ điều gì đối với phụ nữ nhiều. Nên là lúc thời điểm đó em gặp người phụ nữ này thì thấy cũng không có ấn tượng lắm. Chỉ là tiếp xúc giao tiếp, xã giao thôi. Có nghĩa là hai người gặp nhau á, với một thái độ hết sức là lãnh đạm thờ ơ. Coi như biết nhau vậy thôi. Dạ. Đúng không? Dạ. Thì lý do tại sao mà hai người lại có thể đến được với nhau? Khoảng gần một năm sau đó, lúc đó là ông xã em là bắt đầu nghiên cứu về dinh dưỡng. Thì em nhờ đến để chăm sóc sức khỏe cho mẹ em. Dạ. Và giống như là đây là một cái mối lương duyên, em nghĩ vậy. Tại vì hình ảnh của người này thì không phải hình mẫu ở trong đầu của em về một người chồng. Nhưng mà sau cái cuộc gặp trò chuyện với mẹ em thì em cũng không biết là cái chuyên gia dinh dưỡng này nói cái gì. Nhưng mà khi về thì mẹ em nói là mẹ thấy cái người đó được đó, dễ thương đó mà giỏi giang nữa. Rồi thấy nói chuyện đâu cũng lễ phép, vậy sao không chịu. Là do tác động của mẹ. Tại vì lúc đó gia đình em rất là hối em là lập gia đình đi. Nhưng mà mình cũng mới vừa chia tay bạn trai được khoảng thời gian ngắn. Nên là giờ mình cũng chưa có cái đối tượng mới. Rồi về phía em thì sao? Em đến nhà em chăm sóc cho bác đúng không? Dạ. Thì là em chắc chắn là em sẽ phải gặp mặt cô này thường xuyên rồi. Dạ cũng tiếp xúc nhưng mà không thường xuyên. Khi đó thì em chỉ có nhận một cú điện thoại. Thì của Hiến lúc đó em gọi bằng chị. Tại vì trong mắt của em thì em thấy hơi cứng rủi chút xíu. Nên em gọi bằng chị. Thì lúc thời điểm đó thì Hiến điện cho em thì nói là có việc á. Là cần nhờ anh giúp đỡ. Thì em nói là có chuyện gì thì chị cứ nói. Thì nó hẹn ra uống nước mía. Thì lúc vừa hẹn ra uống nước mía, lúc đó em vẫn gọi bằng chị. Thì bà xã em mới thuyết phục em là kêu em gọi bằng tên đi. Thì sau đó bà xã em mới nói đó là có chuyện nhờ anh giúp đỡ, hãy cưới em đi. Trời ơi, sao quyền áo vậy? Nghe bất ngờ. Dạ bất ngờ. Lúc đó em có cú sốc rất lớn. Tại vì học ấn tượng em đối với người phụ nữ này cũng không có. Nhưng mà sau đó thì sao? Không, mình hơi bất ngờ ở chỗ Hiến là sao lại là em lại đề nghị một cái việc mà nó quá lớn như vậy. Em thấy nó giống như một lời cầu hôn vậy đó anh. Trên đường đi em có suy nghĩ là em sẽ ghé một cái shop hoa nào đó, em sẽ mua một bông hoa nữa. Nhưng mà em thấy vậy nó xến quá nên là thôi là nói không thôi. Thôi vậy đó hả? Trời ơi, bất ngờ thì quá. Thì mình thiệt, chị rất là bất ngờ luôn. Anh có thể là đưa vào kịch bản mà là cái gì đó. Nguyễn Sương Mù. Nguyễn Sương Mù. Ok, cái chuyện đó chuyện riêng. Ok.
hơi bất ngờ. Dạ, lúc đó em bất ngờ thì bắt đầu em mới hỏi là lý do tại sao mà Hiến muốn Toàn làm chồng của Hiến. Thì cô gái này trả lời một số cái trả lời mà chạm tới cái trái tim của rồi em. Ví dụ người phụ nữ này nói câu đó là em cảm nhận anh là có đạo đức, rồi lại có muốn phấn đấu trong cuộc sống rồi đó. Thì vừa nghe xong từ đạo đức thì thấy hình như có người nhận ra mình. Thì sau này em mới biết là vợ em được huấn luyện chốt sale rất là hay. Em đang suy nghĩ thì bà xã em mới nói là gì, cho anh 7 ngày để suy nghĩ. Thì sau đó thì em suy nghĩ 3 ngày thì em quyết định em điện thoại em nói là được rồi, để anh cưới em. Tôi gọi đây, tôi gặp biết bao nhiêu cặp vợ chồng rồi. Dạ. Nhưng mà hầu hết cặp vợ chồng họ đi đến hôn nhân là xuất phát từ cái việc họ yêu, hay là họ có một cái quá trình họ phải tìm hiểu và nó đến được với nhau và cưới với nhau. Mà đây là lần đầu tiên không hề yêu nhau, đúng không? Dạ. Nhưng mà lại là một cái sự quyết định nó là táo bạo như vậy. Ba ngày là quyết định. Dạ. Anh đồng ý cưới. Cái giây phút đó thì em cũng mới vừa chia tay bạn gái quen 6 năm. Thì em thấy việc yêu đương nữa thì hình như nó cũng không có thời gian. Không, nhưng mà chị thích cái chi tiết của vợ chồng em rồi nè. Vợ thì nhận ra được rằng chồng mình là người có đạo đức. Còn chồng á thì cảm nhận được là có người nhận diện ra mình. Tức là cái đạo đức của mình. Mà cái đó là cái cơ bản nhất. Có nghĩa là thực ra họ yêu đương cũng chỉ để tìm hiểu được một cái cạn nguồn nhất mà phù hợp với mình. Thì là tụi em đã nhận ra liền rồi. Rồi sau này là thú vị hơn nữa là vợ em lại là người sale rất là giỏi. Cho nên là mọi chuyện diễn ra rất nhanh và rất bền chặt. Anh chị biết không, lúc mà em nói cái câu đó xong đó là trong lòng em thấy ngại lắm. Giống như là mình không biết ông này ông có suy nghĩ là mình đang có bầu với ai đó, mình nhờ ông gánh giùm không, đang sợ như vậy đó. Nhưng mà thật sự là lúc đó là chỉ muốn cưới chồng thôi. Nhưng mà chồng em nhận diện ra cái điều đó liền mà. Thì nền tảng cơ bản là chồng em là người có đạo đức. Thành ra là anh nghĩ là ai cũng như vậy, không có lừa gạt mình, không có dối gạt mình. Rồi sau đó bao lâu thì bắt đầu mới tiến hành đám cưới? Khi đó thì tụi em á là tiến hành á là sống thử với nhau. Để tập cho nó hợp với nhau á chị. Em đi chăm sóc sức khỏe nhiều, em thấy hạnh phúc gia đình bị đe dọa khi tình dục có vấn đề. Nên là em muốn cải thiện cái đó trước khi cưới nhau. Đó có nghĩa là tụi em phải thực sự thuộc về nhau, thực sự hòa hợp với nhau về mọi phương diện, đúng không? Đó thì giờ có hợp không? Dạ thì ba đứa con. Em cũng không biết hợp không. Không biết nó hợp hay không mà ba đứa con rồi đó. Dạ. Ủa, bây giờ là em đang... Dạ, bé thứ ba được 2 tháng tuổi. 2 tháng. Dạ là đứa thứ ba. Đứa đó là đứa thứ ba. Rồi vậy là tin tưởng em rồi đó. Tại vì đứa thứ ba mới 2 tháng mà vậy là quá ngon rồi. Sau đây chị em mình gặp riêng nha. Gặp tôi nữa nghe. Cứ thử cái này trước đi rồi tới tôi nha. Dạ. Rồi như vậy là tụi em lấy nhau được bao lâu rồi ta? Dạ gần 5 năm. Rồi bây giờ vậy nè, tụi em đã sống thử như vậy rồi. Tức là những cái về mặt mà bên ngoài đi, về mặt thực thể này đi, đó là nó phù hợp rồi. Cho nên Thành có ba đứa con rồi. Nhưng mà về mặt suy nghĩ á, thì tụi em có giống như là cái hòa hợp kia không? Tức là suy nghĩ tụi em có hòa hợp nhau? Cái thời điểm mới ở chung với nhau thì nó thật ra tư tưởng nó hơi khác nhau. Đúng rồi. Dạ. Giai đoạn đó em cũng bị sốc lớn trong cái cuộc sống. Khác nhau về điều gì? Về tư duy, về cái cách nghĩ. Cụ thể nó là cái gì? Em thì tính em thì thích người khác khích lệ mình. Có nghĩa là người ta khích lệ mình thì nó sẽ cuộc sống em sẽ tốt mình hơn, sẽ có động lực hơn. Dạ. Thì bà xã em có những giây phút em đi giảng dạy thì vợ em ngồi bên dưới. Thì có những lúc em về em hỏi vợ em là cảm nhận về cái buổi đó sao, đóng góp cho em. Thì em nhận rất là nhiều lần thì tất cả là đóng góp, không có khích lệ. Nên em cảm thấy nó... Chỉ có phê bình thôi. Phê bình thôi. Chứ giờ nó quỵt tẹt hay là có bị chê không? Chê. Còn Hiến thì sao? Dạ, cái lúc đầu mình ở nhà trọ có một mình nè. Thì nó hơi cô đơn, mình nghĩ là có chồng thì sẽ vui hơn. Rồi sẽ được cùng với nhau làm những công việc này nọ, suy nghĩ vậy. Nhưng mà khi có chồng về cái mình thấy mình giống như ô xin vậy anh. Lúc đó là em đã đi làm chưa? Dạ em cũng đi làm. Nhưng mà em vừa phải đi làm việc của em và ở nhà em vẫn phải coi sóc nhà cửa. Dạ. Con cái. Dạ. Và tự do em cảm thấy mình giống như ô xin vậy đó. Dạ. Và chính vì vậy mà em không thèm khích lệ chồng mà em cố tình em tìm cách chê bai. Cho đỡ thấy ghét, đúng không? Dạ không, cái đó là tính cách của em như vậy. Phong cách của em có nghĩa không là không khích lệ. Là vợ chồng cái nào tốt là ok, không cần phải nói nữa. Cái nào chưa tốt góp ý để phát triển tốt hơn. Nhưng mà em thấy chồng em tốt không? Tốt nhiều không trong tất cả những cái dạ lần... nhiều cái tốt lắm chị. Nhưng mà còn những cái nhỏ nhỏ nó chưa tốt đó, cái em góp ý những cái nhỏ đó cái... Mà em không hề ngợi khen những cái tốt. Dạ, mà em chỉ có moi những cái mà chưa tốt ra để dạ, mà em, dạ, em cho chồng em nghe. Đó là một cái khác nhau đúng không? Dạ. Nhưng có khi nào mà em bị sốc bởi anh này không?
nói chung là cũng sốc nhiều lắm anh. Giống như là hai vợ chồng đi làm về mệt, rất là mệt luôn. Nhưng mà lúc thời điểm đó là giặt đồ bằng tay á anh. Về cái anh đọc sách. Cái xong cái mình đi giặt đồ, cái ảnh làm ảnh đọc sách. Cái nói anh ơi, thôi vậy anh đọc đi, chừng nào em giặt xong anh ra phơi phụ em nha. Cái em giặt đồ xong cái nhìn lại ảnh ngủ rồi. Cái lúc đó em hụt hẫng vô cùng luôn. Tức là anh vừa thích đọc sách mà vừa thích ngủ. Dạ đúng rồi chị. Dạ. Cái ảnh ngủ luôn vậy đó, cái xong cái bắt đầu em phơi đồ, bắt đầu em khóc. Em khóc tới lúc phơi đồ xong vô ngủ, cái em khóc hoài em không ngủ được. À em khóc chừng nào ảnh thức dậy em mới thôi khóc. Dạ. Nhưng mà còn cái nào mà sốc hơn cái đó nữa không? Dạ. Như có cái nào anh bỏ em anh đi sao? Nói chung là cũng tập cho em thích nghi dần anh. Giống như ban đầu em mới về á là anh đi 3 ngày. Cái anh thấy em quen rồi anh tăng lên 5 ngày. Cái vài bữa em quen anh tăng lên 7 ngày. Cái anh lên 10 ngày. Cái 15 ngày. Cái anh điền tháng luôn. Rồi những lúc đó em làm gì? Dạ. Em cũng không biết là ai mách bảo em cũng không biết gì sao nữa. Cái mỗi ngày em đi lên thắp nhang bàn thờ, cái em mét ba chồng em. Tâm sự với ba chồng, thắp nhang xong rồi tâm sự với ba chồng. Cái em đứng đó, cái em thắp nhang, cái em nói, cái em khóc. Em kể hết gì đó. Giống như hai vợ chồng cãi nhau cũng vậy, cái em lên đứng thắp nhang. Em kể hết. Cái xong cái em hết khóc, em đi xuống. Em dạ. Sau mỗi lần tâm sự với ba xong, thắp nhang ba xong, chồng có thay đổi được miếng nào không? Thời điểm đó thì em không để ý liền chị. Nhưng mà sau một khoảng thời gian thì em thấy có sự thay đổi lớn. Nhưng mà em đi đâu vậy? Gia đình của em, cảnh sống gia đình, hạnh phúc gia đình đó, từ nhỏ nó kém lắm. Em chứng kiến nhiều cái cảnh mà nó không phù hợp giữa ba mẹ em. Nên em có một cái kỳ vọng là làm sao cho gia đình của em nó hạnh phúc. Thì khi về mà cuộc sống không hạnh phúc thì em cảm thấy hình như mình nó chưa đủ cái sự tư duy và trải nghiệm đó. Thì em tham gia những cái khóa học. Em thường lâu lâu em cũng có đi nước ngoài em học về hạnh phúc gia đình. Thì thay vì em chọn giải pháp là thay đổi bà xã của mình hay thay đổi cái gì đó, thì em đi chọn cái cách học tập để thay đổi bản thân mình. Thì về lại thì em thấy là thay vì thay đổi cái gì đó thì thay đổi bản thân mình tốt hơn là nó đúng hơn. Chị hỏi vợ nè, cái thời điểm đó đó em có hiểu được là chồng em làm cái việc như chồng em vừa nói không? Dạ, lúc thời điểm đó thì em cũng chưa hiểu đâu. Nhưng mà thật sự là buồn bởi vì là chồng hay đi bỏ mình ở nhà một mình thôi. Rồi, chị hiểu rồi. Nhưng mà những cái thời gian đó có khi nào em cảm thấy rằng em bị lung lay không? Không còn cái niềm tin đối với chồng của mình nữa. Dạ không, mẫu người của em á là mẫu người hơi cổ một chút. Có nghĩa là có chồng là sẽ đi theo chồng. Nên em hay nói vui với ông xã em á là em bây giờ sống làm dâu nhà họ Trần và chết thì làm ma nhà họ Trần. Em hay nói vui như vậy. Nhưng mà tụi em rơi vào tình trạng đó trong bao nhiêu lâu? Bây giờ là 5 năm đám cưới rồi nè. Chắc cũng khoảng cỡ năm mấy hai năm. Đầu năm tiên? Mấy. Dạ. Năm mấy hai năm đầu là tiên sau đó nhau? Dạ. Dạ. Thì có nghĩa là gần 2 năm trời tụi em rơi vào cái tình trạng như vậy. Dạ. Mà lúc đó là vợ chồng còn quá son đúng không? Dạ. Mà chưa có con mà để vợ ở nhà một mình. Dạ. Trong vòng có khi cả tháng như vậy á, thì cũng rất là may mắn cho em á, là em gặp cái cô vợ cổ hủ. Chứ còn nếu mà vợ hiện đại chút xíu là em mất vợ rồi. Dạ. Em chưa kịp thay đổi bản thân thì em đã mất vợ rồi. Có bao giờ hối hận gì mình đã kết hôn sớm quá không? Thực chất thì lúc đó em chưa nghĩ em có vợ. Nhưng mà khi nghe vợ em muốn hỏi cưới em thì em nghĩ người phụ nữ này chấp nhận được cái cảnh sống sau này. Thì tại vì em mục tiêu phấn đấu của em trong cái công việc rất cao. Dĩ nhiên thì cũng lo cuộc sống gia đình. Thì sau này em mới học tập nhiều thì em mới hiểu được cái đạo lý đó là kinh doanh gia đình nó quan trọng hơn kinh doanh bên ngoài. Thì sau này em bắt đầu cũng có sự thay đổi. Kinh doanh gia đình là có nghĩa là làm cho cuộc sống mình hạnh phúc. Con cái ngoan ngoãn, gia đình yêu thương thì sự nghiệp của mình chắc chắn sẽ thành công. Đó. Thôi giờ qua cái phần mà hôn nhân đi. Đúng rồi, bây giờ tới cái phần kinh doanh gia đình đi. Dạ. Bây giờ sao? Em thấy rằng là sự kinh doanh của em đó nó hoàn hảo không? Tức là em cưới một cô vợ hoàn hảo, không có tật xấu gì không? Dạ thì em thì từ nhỏ em được giáo dục là khách đó, đến với nhà mình đó là làm cho mình giàu có. Em được giáo dục cái đó. Nên mà khi mà vợ em về cưới về thì khách khứa loại nhà thường xuyên thì vợ em khó chịu. Thì em cũng không hài lòng như cái tánh đó. Thì nên em cũng làm cho vợ em cũng nhức đầu lắm. Đó là em thường hay mời khách về nhà chơi. Có những lúc á lỡ 3-4 ngày tới 5-7 ngày để cho vợ em thay đổi dần. Thì em nghĩ là tới nay 4 năm, 3-4 năm thì cũng thay đổi. Có nghĩa là bây giờ là khách tới là vui vẻ rồi. Dạ. Có nghĩa trước đây thì có cái tật đó. Dạ. Nhưng mà bây giờ là hết. Dạ rồi hết. Sao nữa? Em cũng không có đòi hỏi gì nhiều nhưng em thấy vợ em gì là tốt lắm. Vợ là số 1 rồi ha. Hiến,
Toàn thì sao? Em giống như là một cái dụng cụ để cho ảnh cải thiện ngứa răng đó anh. Dạ. Ảnh hay cắn hả? Dạ đúng anh. Ảnh cắn em trường kỳ kháng chiến luôn. Hèn gì cái hàm răng của ổng người thấy ghét không? Dạ. Nhưng mà... Nhưng mà lúc mà vợ chồng nằm ôm nhau hay là giỡn hay là gì đó cắn thì thấy bình thường. Cái có lúc mình đang đứng rửa chén vậy lại ôm cắn một cái thiệt là đau vậy đó. Nhiều khi ngứa núi em. Dạ chắc vậy. Dạ em từ nhỏ em bị cái đó. Thích cắn lắm hả? Sau này em cải thiện mới hết. Chứ hồi đó là bạn thân của em là tất cả đều bị em cắn hết. Có cắn con không? Dạ con thì không dám cắn. Con của em nó có giống em không? Nó thích cắn không? À có một đứa con trai nó giống em. Rồi sao? Bé đầu tiên được khoảng hơn tuổi đó là lúc đó bé cắn em. Cái xong cái ông xã cắn em nữa, cái hai người cắn cùng một chỗ anh. Cái em khóc. Nhưng mà Lý còn bị cắn là ghiền phải không? Dạ không, đau lắm anh. Cắn nhẹ nhẹ mới ghiền. Thay đổi cái đó không? Bây giờ hết rồi chị. Bây giờ hết. Vì vậy em mong muốn chồng em thay đổi gì? Chồng em có cái tính dễ thương á, là xỉa răng xong rồi cái nằm ngủ luôn á. Lúc mà em dọn dẹp phòng á là xung quanh đó tâm xỉa răng nhiều gì đó. Mà bây giờ có con nhiều quá đó nên là em chỉ mong muốn chồng em duy nhất cái đó là xỉa răng xong đi dục rồi hả ngủ lên. À rồi, chị thấy vậy nè, bạn chồng của em á là một người có nhiều những cái tư duy rất là đặc biệt. Hôm nay á, bản thân khi mà nghe bạn chồng nói chuyện á, chị cũng thấy rút ra được rất nhiều những cái bản thân mình cũng cần phải thay đổi. Ví dụ như cái chuyện mà khách đến nhà, thực sự mà nói cái bà vợ nào bà cũng có cái bệnh đó trơn. Không phải là mình ích kỷ gì, nhưng mà tại vì mình mệt lắm, dọn dẹp xong mệt. Nhiều khi mình mệt mình vẫn phải cười nói, mình vẫn phải mời chào. Rồi sau đó dọn dẹp nên mình bị mệt thôi. Chứ còn mình yêu chồng là mình phải quý bạn của chồng rồi, cái đó là chắc chắn rồi. Nhưng mà nãy nghe chồng em nói là chị cũng phải thay đổi cái tư duy đó. Đó rồi là cái kinh doanh gia đình là chị rất là thích. Cái đó là cái mà có khi cả một đời không làm được cái điều đó. Và phải phấn đấu cả đời để làm cái điều đó. Cho nên là ngày hôm nay thay vì phải khuyên tụi em, mà chị phải rất cảm ơn vợ chồng em đã mang đến những cái kinh nghiệm rất là hay cho bản thân tụi chị cũng như là chương trình và quý vị khán giả đang xem. Cảm ơn tụi em rất nhiều. Cảm ơn Toàn. Cảm ơn Hẹp. Sao mày không chịu quen ai đi? Cô dâu đã chuẩn bị sẵn rồi mà chưa có chú rể thôi.